Trời ơi, quýnh anh vàng cái tự nhiên cái thấy nó buồn buồn cái sao trời. Ây da. Trời ơi là trời, nó để đê cái ác, nó để bị ngột chứ. Mẹ nó sao mà thiệt tình nó không hiểu luôn á. Tôi vẫn không hiểu là tại sao có người chơi vẫn để cái flash là nó bén luôn á. Trời ơi, hộp rồi nè. Hộp anh bò ơi. Ơi đau luôn á bro. Rồi mày chết mẹ mày chưa. Tao đéo tin lần này mày sống nữa. Má mày. Thôi xin lỗi bạn Tép, xin lỗi mọi người. Tại trưa tôi mới ngủ dậy nên là ha, tôi hơi cọc cằn thôi nha mọi người. Mọi người đừng có đưa tôi lên VTB nha mọi người. Xin lỗi bạn Tép. Trời ơi là trời. I'm coming. Ủa là sao? Ây da, thôi kệ đi. Mình giữ cái mạng mình trước đi, nó vẫn ưu tiên hơn. Này sư. Sống rồi mấy ông ơi. Cái con Javan nó hồi cái quy chậm lắm. Rõ ràng cái đó là ao trình chứ là gì nữa. Chờ được coi chứ á, ông á Gia Ban canh vàng làm sao á phản ứng nổi mấy cái quả xử lý đó ha của đại cầu thủ sum up. Đó là lý do tại sao mà tôi gắn cho bé mò cái tay á. Dính bẫy rồi. Trời ơi, tự nhiên cái quýnh mấy trời ơi đúng thiệt luôn á, tự nhiên quýnh lại ranh vàng cái thấy bản năng sát thủ của mình trỗi dậy mọi người. Trời ơi, đúng là chúng ta cần phải có những trận đánh như thế này mới lấy lại được cảm giác chơi game á. Gào khóc tên tao đi Quỳnh Anh. Quỳnh Anh ơi, ba em lên chốn thành đô nhà xe rực rỡ. Xin em đừng quên bến đò xưa con sông nhỏ anh dò mong chờ. Ni hậu ni 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 khưa ni khưa dình ni khưa dình xua tung mùa ma. Ây da, anh gầm, nó thổi tụi gầm. Ây da, cái gì vậy bro? Yếu. Con dậy không mà đòi giết hiếu ba len. Của mọi người. Nguyễn Tép hết lát rồi. Mấy ông đợi xíu, con Tép nó mất cái lá bài, mất cái quy mà đâm tay đam chết mẹ. Rồi xong luôn. Mày đi. Chạy. Ây da. Lắc quá ta. Hồi nãy cái màn hình máy tính tôi nó bị kẻ sập mọi người. Trời ơi, cái ông sờ bê tôi chửi biết đánh như quạt luôn kìa mọi người. Trời ơi, cái màn hình máy tính nó bị kẻ sập mọi người ơi. Hồi nãy đây solo kill nó bị trẻ làm đôi á, tôi không có thấy cái con TF mọi người. Xui rủi mọi người ơi. Má đánh mà đồng đội nó chửi mình luôn. Hiếu ba len sợ mất ranh vàng bị đồng đội chửi là ha. Để đánh. Ê bro, chạy không bro. Mày chết. Mày chưa. Má mày tao đợi mày từ cái ngõ hẻm này từ 3 giờ sáng đến giờ mày biết không. Bắt hộ anh Hiếu Ba Lem đấy. Ôi băng cụ dĩnh trưởng đi hộp. Trời ơi, nè, né luôn nè, giết hộ cái anh rồi sao nữa luôn. Không có ai cũng vậy luôn. Hay ra cái làm rớt gẹn cái mất tiêu con á, Axie liền. Rồi quýnh nữa hả? Vẫn còn quýnh hả? Sao quýnh hoài vậy? Băng trưởng vĩnh cửu, chạy hộ. Có ai mừng gì không?
Trời ơi, bây giờ tôi đốt luôn. A à, che 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 che, sao không ai che lại hết trời. Cảm ơn vì da đen, cảm ơn vì da đen. Thôi chạy 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 chạy. Đợi xíu, đợi xíu, đợi xíu, tôi lo được, đợi xíu tôi lo được. Mấy ông đợi tôi chút nha. Mày đi rồi tép ơi. Mày tưởng vậy là mày chạy được. Mày lát cái nữa không? Mày đứng dậy, mày lát nữa đi. Ai da. Rồi xong luôn. Cái gì vậy trời, rồi xong luôn. Ai da. Chuẩn bị tôi sẽ lên sách chiêu hồn á. Đây 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 rồi, đây rồi. Oh. Oh. À giờ hiên không lát, không heal, không can, không lát, không tiêu đốt, không rờ. Rồi đó, bên lại cho mấy ông hết luôn rồi đó. Ôi trời ơi, không đứt dây xích được. Thôi nó chạy rồi. Cái tường nó dài lắm, nó chạy được. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái ông Duy Hiên ông bị gì vậy? Cái trường hợp mà AD tự nhiên cái lao thẳng vô luôn á. Chưa bao giờ gặp phải cái trường hợp này. Anh Hiếu ơi, tại sao anh tên Hiếu vậy anh Hiếu? Là sao Đặng tỷ? Hỏi gì vậy bà nội? Là có thật sự là đặt câu hỏi chưa vậy? Rồi xong luôn. Chị Hiên quýnh vậy là đi. Ông AD bên đó ổng xanh lắm luôn á. Hồi nãy ổng 13-6 á mà. Tại do là tôi không có để ý tới ổng. Ơi bây giờ tôi mới để ý nha. Tem bên đó có nam tước bóng đêm, mà còn có tên hoàng tử bóng đêm nữa má. Ông này là chúa tể bóng đêm, còn ông này là nam tước bóng đêm. Cái tem gì đâu không có thấy ánh sáng luôn sao quên. Cái gì ghê với trời. Cái gì ghê với trời. Yamate kudasai. Ôi sao ăn của người ta vậy ông? Bất lịch sự. Nè bây giờ mình giả bộ nha. Xin lỗi bạn Thread, vì mình đánh như các mà bạn nói. Mình xin lỗi. Đây, 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 tới lúc bây giờ mình gáy, tới lúc giờ mình gáy. Nè, xong cái bạn tài đét, bạn nó sẽ comment là không, tôi mới là người xin lỗi nè. Để coi, để coi. Bạn tài đét không lên tiếng luôn, bạn tài đét không nói chuyện luôn. Bạn tài đét không lên nói chuyện nữa luôn rồi. One look, the heat is rising. And I've been cold for so long.